Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng xôn xao chuyện một tờ báo vừa đưa tin, trong tháng tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Việt Nam. Xin cầu nguyện. Kính cầu nguyện, kính thưa quý vị, mạng xã hội Công giáo và cả những người ngoài tôn giáo đang xôn xao bàn tán chuyện có nhiều khả năng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ viếng thăm Việt Nam. Mới đây, luật sư Lê Quốc Quân và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện vừa chia sẻ thông tin từ tờ báo The Diplomat, trong đó nói rằng Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Vatican vào nửa cuối năm nay, khi Đức Giáo Hoàng Francisco dự kiến sẽ bắt đầu chuyến công du của Ngài. Chuyến công du đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội bị cắt đứt vào cuối Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai năm 1975. Đó là đỉnh cao của 25 năm ngoại giao thầm lặng, đôi khi đấu tranh quyết liệt và chậm chạp, đã giúp giáo hội Công giáo tiếp tục cuộc sống bình thường ở Việt Nam, mua tài sản và xây dựng nhà thờ trong bối cảnh dần dần dỡ bỏ các hạn chế đối với dịch bệnh. Số trùng sinh và linh mục được thụ phong. Bộ trưởng quan hệ với các quốc gia của Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, nói rằng Vatican đang hy vọng khuyến khích các nhà chức trách theo hướng tự do tôn giáo lớn hơn. Nhưng đây rõ ràng là một công việc đang được tiến hành sau một số cuộc gặp cấp cao ở Rome với các quan chức Việt Nam. Đức Tổng Gallagher cho biết việc nâng cấp quan hệ cũng thể hiện sự đổi mới trong thái độ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và giáo hội. Ngài dự kiến sẽ đến thăm Hà Nội vào tháng tới và quốc vụ khanh Vatican là Đức Hồng Y Pietro Parolin sẽ theo sau. Kitô giáo hiện là tôn giáo lớn nhất thế giới với 2,4 tỷ tín hữu. Trong số đó, 1,4 tỷ người theo đạo Công giáo và Tòa Thánh Vatican vẫn có ảnh hưởng to lớn trên trường ngoại giao quốc tế. Mối quan tâm hàng đầu của Đức Thánh Cha Francisco vẫn là việc chăm sóc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam. Điều mà một nhà phân tích lưu ý cũng đã làm sống lại Ostpolitik, một biện pháp xoa dịu nhằm giành lại tự do cho một cuộc sống bình thường giữa những người Công giáo ở Việt Nam. Ít nhất, từ quan điểm đó, chuyến công du của Đức Giáo Hoàng và việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatican và Việt Nam có thể được coi là một thành công về mặt ngoại giao. Nếu bản tin này là thực sự, thì nó sẽ là niềm vui lớn cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, vì lần đầu tiên được chào đón một vị giáo hoàng tới viếng thăm. Nguyện xin Chúa soi sáng cho giáo hội của Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con, thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.